Xin chào tất cả các bạn, tiếp theo chuỗi câu chuyện ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một công việc cũng sẽ phỏng vấn bên mình vào ngày mai lúc 16 giờ nhé. Công việc tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đây là một xưởng chuyên thiết kế về thời trang may mặc nhé. Số lượng ở đây cũng là tuyển nhân viên chính thức và tuyển 2 bạn. Và địa điểm làm việc ở đây là ở Tokyo, cụ thể ở đây là tỉnh ở phụ Chiyodaku nhé các bạn nhé. Thời gian làm việc ở đây từ 9:30 cho đến 18:00 mà mức lương này sẽ dao động từ 20 man cho đến 30 man. Và nội dung công việc ở đây thì các bạn sẽ thiết kế CAD này, dùng các kỹ thuật về CAD. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sáng tạo làm theo mẫu và các bản vẽ về thời trang nha các bạn nhé. Trình độ tiếng Nhật ở đây thì yêu cầu hỏi thoại thông thường thôi. Các bạn có thể nghe hiểu được những nội dung và chỉ thị của đồng nghiệp trong công việc nhé. Những bạn có hứng thú về thời trang may mặc hoặc là có hứng thú với công việc này thì có thể đăng ký tham gia phỏng vấn bên mình vào ngày mai nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia vào các buổi sư phụ bên mình để biết thêm các công việc khác. Bên mình 24/6 bắt đầu sư phụ lúc 11:00, 3/5/7 chủ nhật tầm lúc 13:00. Ngoài ra có gì thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại dưới đây giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.